anh em, chúng em đã có mặt ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, khu di tích văn hóa nhà Trần. Và đây là đơn hàng của anh Quyền, chị Thắm ở thôn Phúc Đa, Tân Việt, Đông Triều, Quảng Ninh. Mời các bác cùng vào tìm hiểu không gian nhà anh Quyền, chị Thắm để xem cái bộ dàn ngày hôm nay anh em chúng em sẽ đắp. Mời các bác nhé. Vâng, và anh em JKaudio, chúng em đang có mặt ở nhà anh Quyền. Anh có bán tạp hóa ở đây. Và đây là căn nhà mới của anh, còn chưa sơn sửa và đang trong quá trình hoàn thiện. Và anh đã phải trang trí gấp rút để đón năm mới bằng một bộ dàn W720. Cặp loa W720 thì sở hữu một bát 40, hệ thống là một loa chung, hai loa chép giấy và hai loa chép đầu đạn, nghe nhạc, giải trí, hát karaoke. Vâng, rất phù hợp với những cái diện tích từ 20-50 m². Và trung tâm điều khiển của bộ dàn ngày hôm nay là con đẩy nền vang X22 Pro DC, một bộ mic không dây W4 số 9. Một bộ dàn nó trưng bày nên rất đẹp. Và đây là anh Quyền. Anh biết tới JK chúng em lâu chưa anh? Khoảng tầm 2 tháng. 2 tháng. Thế là anh cũng hay chạy xe ở trên Hà Nội. Và lúc nào anh có thời gian thì anh có thể qua trực tiếp showroom chúng em để trải nghiệm những cái bộ dàn khác. Để anh em ở đây mà ai muốn sắm Tết một bộ dàn âm thanh thì anh giới thiệu giúp bên công ty chúng em ạ. Đang chờ chị đi mua ổ cắm về và chúng em sẽ lên nhạc để cho các bác và anh em cùng thưởng thức cái bộ dàn máy ngày nay chúng em setup. Vâng, chúng em đã setup xong bộ dàn ngày hôm nay và mời các bác cùng nghe anh Quyền hát một bài karaoke trên bộ dàn loa W720, đẩy nền vang X22 và mic không dây W409.